Chùa Phổ Minh còn được gọi là chùa Tháp, tọa lạc ở thôn Tức Mạc, xã Lộc Vượng, thuộc tỉnh Nam Định. Chùa thờ tượng Trúc Lâm Tam Tổ, Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, Pháp Loa và Huyền Quang. Công trình kiến trúc có giá trị nhất, giữ vai trò chủ đạo của chùa là Tháp Phổ Minh. Tháp được xây dựng vào năm 1305 dưới thời vua Trần Anh Tông, là bảo vật tượng trưng một thời hào khí Đông A nhà Trần. Tháp Phổ Minh cao 19,51 m, có 14 tầng, càng lên cao, tháp càng thu hẹp dần và kết thúc bằng một khối đá hình bông sen. Hai tầng dưới làm bằng đá mỗi chiều dài 5,2 m. Các tầng còn lại xây bằng gạch bắt mạch để trần theo tính toán của các nhà khoa học, tháp nặng tới 700 tấn. Hình ảnh ngôi tháp được in trên tờ tiền mệnh giá 100 đồng chính là tháp Phổ Minh. Theo sử sách ghi lại, vào năm 1308, Phật Hoàng Trần Nhân Tông Băng Hạ ở Am Ngoạ Vân trên ngọn Tử Phong, Yên Tử, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Kỳ Anh Tông. Vua nối ngôi là Trần Anh Tông đã sai người làm kiệu bắt cống bằng đá và xây tòa tháp lên trên, sau đó đặt bảy trong số 21 viên xá lị của ngài vào hòm đá quý, đưa vào trong tháp Phổ Minh ở trước cửa chùa.